Immanuel, là Chúa Ngài ở cùng và Ngài đã hứa Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa khỏi mỗi đời sống vui vẻ ông bà anh chị em và tôi. Và đó là Đức Chúa Trời thành tín trên mỗi đời sống của chúng ta, những lúc vui hay những lúc buồn, những lúc khó khăn hay là những lúc mà chúng ta thuận lợi, những lúc mà chúng ta làm ăn khá giả hay là những lúc mà chúng ta đang đối diện những nhu cầu, những nan đề trên cuộc đời của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho chúng con được gần bên Chúa. Chúng con bất cứ trong những hoàn cảnh như thế nào, chúng con vẫn cầu nguyện ao ước chúng con được ở gần bên Chúa. Bởi vì chúng con được ở gần bên Chúa thì chúng con lại kinh nghiệm được những phép lạ của Chúa. Con ở gần bên Chúa, con lại kinh nghiệm được sự mở đường của Chúa. Con ở gần bên Chúa, chúng con lại kinh nghiệm được sự cố vấn của Ngài. Con được ở gần bên Chúa, chúng con được nghe lời của Chúa phán để hướng dẫn mỗi đời sống của chúng con. Chúa, chúng con một lần nữa đến với Ngài và xin Chúa Ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng con, để rồi chúng con sẽ không còn mặc cảm cô đơn nữa. Chúng con được ở với Chúa để rồi Chúa ơi sẽ lại tiếp tục yêu mến mỗi đời sống của chúng con nhiều hơn nữa, và cho chúng con được nhận biết Ngài nhiều hơn nữa, ý muốn của Ngài, tình yêu của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài dành cho nhân loại. Chúa ơi, cho chúng con được ở bên Chúa, bởi vì chúng con biết rằng con ở bên Chúa chúng con gặp phước hạnh thầy. Con được ở bên Chúa để rồi chúng con sẽ được tăng trưởng, được lớn lên ở trong tình yêu của Ngài, và mỗi một ngày chúng con được trở nên giống với Chúa nhiều hơn nữa ở trong hình ảnh của Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng con, và tình yêu của Chúa xin Ngài tiếp tục kéo chúng con đến gần với Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, trong con bày tỏ tấm lòng tha thiết của chúng con, khao khát của chúng con, và kéo chúng con đến với Ngài. Chúa, Chúa thay trọn người.
xác của chúng con. Thế chúng con được nói với Ngài, Chúa, chúng con yêu Ngài vì chính Ngài đã yêu chúng con trước. Thế chúng con được nói rằng, Chúa ơi, bởi sự mới của Chúa mà mỗi ngày chúng con được ở trong nhà của Chúa, được thờ phượng Ngài và chúng tán danh của Ngài, đó thật sự là một phước hạnh tuyệt vời trên con đường sống của chúng con. Chúa, giờ này chúng con dâng tất cả và anh chị em của con ở trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục thăm viếng chúng con, chúc phước chúng con trong thời gian chúng con được thờ phượng Chúa thông qua sự dâng hiến, thông qua thời gian chúng con được nghe lời của Chúa và sự dạy dỗ của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con sẽ tiếp tục những bài học về những sự sức giàu của Chúa và sự thay đổi của Ngài trong mỗi đời sống của chúng con. Chúa, chúng con ao ước trong cuộc đời chúng con được sự đụng chạm của Ngài và cuộc đời chúng con được sự thay đổi của Chúa nhiều hơn nữa. Thay đổi để chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn. Thay đổi để chúng con chúc phước mọi người nhiều hơn. Thay đổi chúng con để chúng con được hạ mình nhiều hơn. Thay đổi để chúng con phục vụ Chúa nhiều hơn, Chúa ơi. Xin Ngài đến với mỗi đời sống của chúng con. Và chúng con dâng mỗi ông bà trên con ở trong cánh tay toàn năng của Ngài. Và xin Ngài nhắc nhở trong mỗi đời sống của con để chúng con tiếp tục trung tín ở trong sự thờ phượng Chúa và trung tín để rao giảng lời của Chúa cho những người xa gần trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Ngài chúc phước cho phần tiền âm này và chúc phước cho mỗi ông bà trên con là những người đã rộng rãi trong sự dâng hiến, để chúc phước cho công việc của nhà Chúa và tôi tớ của Chúa để mở rộng vương quốc của Ngài. Chúa, xin Ngài bội phần trăm lần hơn, Ngài chúc phước cho mỗi ông bà anh chị em con để chúng con được rộng rãi, được dư dật, để chúng con làm vinh hiển danh của Ngài. Xin Ngài chúc phước trên bàn tay của chúng con trong tất cả những gì mà chúng con làm, cho gia đình của chúng con được phước hạnh ở trong Chúa và mọi người đều nhìn thấy sự hiện diện của Chúa đang ở cùng với mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng mọi sự hiện diện của Ngài và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà chị em, xin cảm ơn ban thờ phượng. Bây giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa ở thông qua sự dâng hiến và xin Chúa Ngài cũng sẽ chúc phước cho mỗi đời sống của chúng ta một cách dư dật luôn, khi chúng ta được rộng rãi, được Chúa ban phước thật là nhiều để chúng ta rộng rãi trong công việc của nhà Chúa. Bây giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa thông qua bài hát, đó là We Bring the Sacrifice of Bread. Cảm ơn anh Phương thật nhiều. Xin chào bạn bước cho anh cùng gia đình.